Xin chào tất cả quý vị các bạn. Như vậy là câu chuyện của Jack, MV của Jack với hình ảnh của Messi thực sự đang gây rất là ồn ào trên dư luận. Và mình thì là một fan của Messi, sẽ chia sẻ một số cái góc nhìn về cái video này và câu chuyện này. Thì sáng nay thì Messi tiếp tục có hai kiến tạo rất tuyệt vời đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Với những bàn thắng và những kiến tạo liên tục thì Messi đang giúp Inter Miami từng bước cải thiện phong độ vững chãi trên con đường có thể sẽ tiến vào vòng playoff để tranh chức vô địch tại giải Mỹ luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Với mình thì tại sao mình hâm mộ Messi thì các bạn biết rằng Messi cái ngoài tài năng thiên bẩm của anh ấy đúng không ạ? Ngày trước thì mình cũng hâm mộ Ronaldo, đó, hâm mộ MU và mình ghét Messi, đấy, vì Messi là lấy đi chức vô địch Champions League 2 năm của MU. Nhưng sau đó thì mình xem xong Messi thi đấu, đặc biệt là anh đi bóng cực kỳ mãn nhãn, anh đi bóng lắt léo, đúng với cái biệt danh mà bỏ bỏ chen người tử, quá là hâm mộ luôn các bạn. Và đấy là cái điều thứ nhất về tài năng. Cái điều thứ hai đó là về cái đức tính của Messi rất tuyệt vời, là con người rất khiêm tốn đúng không ạ? Mặc dù là người cực kỳ xuất sắc, cực kỳ giỏi, nhưng Messi không bao giờ nhận mình là giỏi nhất. Đấy, rất là tuyệt vời đấy. Luôn khiêm tốn, luôn khiêm tốn. Và đi đâu anh cũng nhường nhịn người khác. Đấy, cũng hòa đồng với đồng đội và cũng chia sẻ giúp đỡ đồng đội. Không bao giờ đặt mình làm trung tâm một đội bóng, mặc dù mình luôn luôn xuất sắc nhất. Đấy, cái điều tuyệt vời nhất của Messi đó chính là sự khiêm nhường. Messi cảm giác như là một dòng nước ấy, rất mềm mại, khiêm nhường. Cái dòng nước nó luôn đặt mình ở vị trí thấp này các bạn nhé, nhưng dòng nước thì lại đi được xa nhất này. Đấy là cái điều rất tuyệt vời ở dòng nước, mà mình thấy là Messi có cái đặc tính gần như là dòng nước, rất tuyệt vời. Và cái thứ ba nữa, Messi là một người đàn ông của gia đình rất tốt, rất tuyệt vời, rất chung thủy đấy. Mặc dù anh ấy là một người cực kỳ giỏi, xuất sắc trên thế giới và rất nhiều người hâm mộ này, nhưng anh ấy chỉ có một người yêu duy nhất là người vợ hiện tại này. Và cái điều đó là thực sự hâm mộ, đi đâu cũng có vợ con, thực sự là quá hiếm có trong trong cái giới cầu thủ bây giờ cũng như những người nổi tiếng trên thế giới. Thì đó là những điều mà chúng ta có thể hâm mộ Messi. Thế thì quay trở lại câu chuyện của Jack, thì thực sự nếu như mà đặt ở khía cạnh ở Messi thì anh ấy cực kỳ là hòa đồng khi mà gặp bất kỳ một cái fan hâm mộ nào, đến có thể là bắt tay ôm đấy, thậm chí xin chữ ký thì Messi vẫn sẵn sàng. Đấy, những cái trận đấu mà có những cổ động viên quá khích lao vào sân ấy, Messi vẫn có thể sẵn sàng để ôm cổ động viên. Hay là khi anh ấy đang lái xe đúng không? Đấy, thì tự nhiên có một cổ động viên đứng chờ đấy và xin chữ ký, anh ấy dừng xe lại xin cho chữ ký rất là nhẹ nhàng vui vẻ. Đó, cái điều mà Messi rất gần gũi như một người rất là giản dị, bình dị, mà chính cái sự bình dị nó tạo nên sự vĩ đại của Messi. Thế thì ở đây Jack cũng như là một fan hâm mộ bình thường đúng không? Thì là Messi gặp Jack là gặp một người hâm mộ mình thôi, là anh ấy cũng rất là vui vẻ. Jack thì nói rằng tôi rất vinh dự đúng không? Được gặp bạn này, thì Messi bảo tôi cũng rất vinh dự này. Và cười rất tươi, rất là thân thiện chân tình. Điều đó toát lên cái vẻ bình dị Messi. Thì câu chuyện nó cũng không gì to tát đúng không ạ? Jack chụp ảnh rồi là Jack quay một chút clip để nếu mà lưu làm kỷ niệm thì nó rất là nhẹ nhàng. Đăng Facebook thì rất nhẹ nhàng, nó không có gì cả. Nhưng đây thì Jack lấy hình ảnh Messi để đưa vào video của mình. Thì thực sự nếu mà nói về 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 luật các bạn nhé, về luật thì cũng không phải là vi phạm gì, bởi vì thực ra Jack không lợi dụng cái hình ảnh của Messi để kiếm tiền, bởi vì trong video các bạn thấy rằng không hề có quảng cáo khi bạn xem video đấy đó. Thứ hai là có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp của Việt Nam để mà đưa lên cái video đấy, thì nhiều khi nếu bạn bè thế giới là xem ta biết như này Việt Nam rất là đẹp đúng không ạ, Việt Nam rất là tuyệt vời, và người ta có thể là kích thích cái trí tò mò của người ta. Cộng với hình ảnh Messi thì có thể người ta tăng cường thêm một lượng khách du lịch cho Việt Nam. Thì mình nghĩ đấy là một cái điều tích cực trong cái việc làm MV của Jack. Đó. Tất nhiên là có một số cái địa điểm mà không thể bênh cho Jack được, mặc dù là mình cũng cũng cái nhạc của Jack cũng rất nhiều bài thú vị. Đấy, rất nhiều bài nghe rất là vui tai. Đấy, như là Hoa Hải Đường đúng không ạ? Rồi là Sóng Gió, Hồng Nhan Bạc Mệnh rất là hay. Đấy. Đây chúng ta không bàn nhiều tới đời tư của Jack đúng không ạ? Chuyện con cái hay là chuyện về lại KICM chẳng hạn đấy, thì tất cả những cái chuyện công việc đời tư mình không đánh giá được, mình không người trong cuộc, mình không nắm rõ được mọi việc. Đấy.
Nhưng mà riêng trở lại cái câu chuyện mà tài năng của Jack, chúng ta cũng không không thể phủ nhận được một người có tài năng với những sáng tác rất tuyệt vời, với những cái video mà mấy trăm triệu view này. Có thể nói là không nhiều ca sĩ Việt Nam có nhiều video trên 100 triệu view như của Jack. Thì chỉ có điều chúng ta quay trở lại câu chuyện của Jack làm ở đây thì chúng ta thấy là nó có hai mặt. Tất nhiên là nếu mà về mặt thu được lợi ích này, thu tiền từ quảng cáo của YouTube nó không có, nhưng rõ ràng là Jack sẽ được hưởng lợi từ cái hình ảnh của Messi trong video, tức là cái kênh của Jack sẽ được một cách tự nhiên là nó sẽ được quảng bá hình ảnh. Thì đấy là một cái lợi lợi về 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 kênh đấy. Nhưng một cái điều thì mình nghĩ rằng Jack, nếu như mà Jack tự đến gặp Messi vô tình ấy, mà quay cái video đấy không sao, nhưng ở đây thì rõ ràng là Jack đã nhờ một doanh nhân, đúng không, nó nhờ người này và để được gặp Messi này. Thì rõ ràng như thế thì mà Jack lại đưa cái video này lộ đó lên, không hề nói động đến một từ gì đến doanh nhân này đó, cũng không có một lời cảm ơn. Thì rõ ràng là cái cư xử đó nó chưa được đàng hoàng, chưa được đàng hoàng. Thì đó chính là cái điều mà làm cho doanh nhân này cảm giác rất bức xúc này, rất bức xúc. Thì đó là cái điều dễ hiểu đó. Thì thực sự đáng tiếc, lẽ ra trong những cái mà kể cả là họp báo Jack cũng tổ chức khá rồm beng nhưng mà không hề nhắc tới người này. Đấy, lẽ ra Jack có thể nói một câu là xin cảm ơn anh đúng không, đã tạo điều kiện cho em được gặp Jack, được gặp Messi thần tượng của mình. Đấy, thì điều đó nó tuyệt vời hơn rất nhiều đó. Đấy, trên đây Jack lại coi như là lại còn có những cái tin đồn, đúng không, cái tin đồn là Jack bỏ ra 60 tỷ để gặp Messi trong một thời gian rất ngắn như vậy. Thì rõ ràng cái tin đồn này thì chúng ta cũng thể hiểu rằng không phải Jack nói ra đấy, có thể là báo chí mọi thứ người ta tung lên thì mình cũng không nắm chắc được điều đó đấy. Nhưng mà rõ ràng nó ảnh cũng ảnh hưởng đến hình ảnh Messi. Thì rất nhiều người như mình là fan hâm mộ Messi, mình thấy là ô tự nhiên là Messi nhận 60 tỷ xuất hiện trong một MV, đúng không, tự nhiên mình cảm giác nó cũng cảm giác thấy hoang mang một chút đó. Tự nhiên mình nghe thấy nó là thần tượng mình cũng đi nhận một số tiền ở Việt Nam, đúng không, trong đó thì lên sóng một chút để mà kiếm ít tiền, mình thấy là nó cũng 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 bất ngờ, rất bất ngờ. Nên sau đó thì bây giờ Jack mới mới đính chính lại, không phải như thế. Thì thực sự là mình thấy Messi đúng thế, làm sao Messi lấy số tiền đấy để xuất hiện một chút trong MV đó, đúng không, thì mình thấy là nó vô lý mà. Đấy, thì điều đó là thực sự là cũng gây hình gây 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 cái điều tiếng không tốt này cho chính Messi luôn các bạn. Đấy, cho nên là Jack hơi chậm trễ trong việc xử lý truyền thông, tức là khi mà nghe tin đồn như thế lẽ phải nên nói luôn tại cuộc họp báo hoặc ở đâu đó lên Facebook nó luôn, là à cái thông tin 60 tỷ này không có thật này, nói luôn là không có thật. Và chỉ đến khi mà doanh nhân lên nói trên Facebook là em hãy xử lý đi thì Jack mới lên nhờ luật sư, đúng không, lên để thông báo cái thông tin này. Rõ ràng nó là sự chậm trễ của truyền thông, một cái sự mập mờ, nó là thể hiện cái sự chưa được chín chắn lắm trong cái xử lý truyền thông của Jack đó. Và đến thời điểm này thì thực sự là bên phía của doanh nhân cũng người thân quen cũng đang muốn là Jack phải xóa cái video đấy. Từ nơi nơi tôi sinh ra, đúng không ạ, từ nơi tôi sinh ra, hoặc là xóa cái đoạn của Messi trong video đó. Thực ra điều này cũng 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 hơi đáng tiếc một chút này. Nếu mà các bên có thể ngồi lại với nhau đấy thì mình nghĩ cái video này nó cũng khá là hay này, nó cũng quảng bá được hình ảnh quê hương Việt Nam chúng ta cho bạn bè quốc tế, và một bài nhá hát để vui nhộn này, xóa đi thực ra là cũng hơi đáng tiếc một chút. Nếu mà hai bên có thể ngồi với nhau đấy và tìm được tiếng nói chung đấy, giữ lại video này để đưa hình ảnh của Việt Nam vì chúng ta, vì những cái lớn đấy, thì sẽ tuyệt vời rất nhiều, tuyệt vời rất nhiều hơn là những cái lùm xùm gần đây như thế, là mình cảm giác là nó hơi đáng tiếc, nó trôi đi hơi đáng tiếc. Và qua cái sự kiện vừa xong mình cũng thấy rằng Jack đã có những cái giao tiếp, cái phát ngôn nó sẽ nói là lưu loát và cảm giác như là gãy gọn, cảm giác như là trưởng thành hơn rất nhiều so với một cậu Jack ngày trước là có phần là run trước ống kính truyền thông đó. Nhưng mà những lời của Jack liệu đó có là những cái lời chân thành chân tình hay không? Đấy, bởi vì lời nói của ta cũng không thể đoán được con người như thế nào, đúng không? Thì cái điều đó chúng ta cũng rất khó để nói được. Nhưng hy vọng rằng sau cái sự cố này, Jack sẽ có
nhìn nhận, tự nhìn nhận vào cái hành động của mình để mình có những cái thứ nhất là đối thoại với chính mình, thứ hai là đối thoại truyền thông với khán giả, tôn trọng tất cả khán giả, tôn trọng những đối tác cũng như là thần tượng của mình một cách nó tuyệt vời hơn, thì làm nên cho một ca sĩ sẽ được nhiều người hâm mộ và hâm mộ một cách bền lâu hơn. Thì đó nó là góc nhìn cá nhân thôi. Đấy. Đấy, mỗi người chúng ta sẽ có một góc nhìn nhất định này, một góc nhìn cá nhân mình. Đấy, các bạn là theo các bạn thì các bạn đánh giá vấn đề như thế nào? Đấy, cùng hãy để lại cái những cái video, những cái comment dưới cái video này các bạn nhé, một cách rất là văn minh, lịch sự. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.